Lễ hội đường phố Trái tim Hòa Bình vừa diễn ra sôi nổi tại phố đi bộ Hồ Gươm với sự tham gia của hơn 10.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và nhân dân thủ đô. Người dân và du khách được thưởng thức nhiều loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc như múa con đĩ đánh bồng, múa lụa, múa trống, xiếc, trình diễn áo dài và những nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội xưa với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Tất cả đã tạo nên một lễ hội đầy màu sắc, thể hiện sự năng động, hội nhập, phát triển của Hà Nội nhân kỷ niệm 20 năm đón nhận danh hiệu Thành phố vì Hòa Bình.